Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về cách gói một cái hộp trà để chuẩn bị cho ngày cưới. Đây là cái hộp trà mà mình đã gói sẵn. Đó, các bạn xem. Và mình nghĩ rằng cái cách gói này là cách gói đơn giản nhất và bạn nào cũng có thể thực hiện được để chuẩn bị cho cái ngày cưới của mình. Đây là hộp trà chưa gói. Các bạn theo dõi mình làm nha. Bây giờ mình sẽ gói cái tờ giấy này quanh cái hộp trà. Đây, bọc kín lại cái hộp trà. Mình sẽ dùng súng bắn keo. Rồi. Sau đó là mình sẽ bẻ những cái miếng này xuống dưới dán kín nó lại. Này các bạn xem. Mình giấu những cái miếng này đi. Rồi, xong. Tiếp theo mình sẽ cột cái phần giấy dư này lại. Mình dùng cái sợi dây kẽm để mình cột. Và cái phần kiểm dư thì mình cột lại vào phía trong. Cột lại vào phía trong đây nè. Để cho tạo thành một cái nơ nó đẹp hơn. Sau đó mình sẽ dùng những cái nơ này, những cái nơ khác. Nơ này nó có rất là nhiều màu để mình trang trí lên cho này. Đây. Rồi, tiếp theo thì mình dùng những cái sợi dây này, sợi dây trang trí màu trắng này, để mình tạo hai cái vòng ở dưới, hai cái đường nhấn ở dưới và trên này.
Rồi, tiếp theo mình sẽ dùng những cái sợi dây trang trí khác. Đây mình dùng cái sợi dây trang trí màu vàng này để mình tạo thành hai cái vòng giống như đây. Tiếp tục mình sẽ dùng những cái bông giấy nè để mình trang trí thêm. Cơ bản là gần hoàn thiện xong rồi. À, muốn cho đẹp hơn một xíu thì mình lại dùng những cái hạt ngọc. Để mình trang trí thêm ở phía trên này. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong một cái hộp trà. Và đối với hộp đường thì cũng tương tự như vậy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.